Liên quan đến cuộc đua vào Nhà Trắng 2024, ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố ông có thể nhanh chóng chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, song không đưa ra kế hoạch chi tiết trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang đến gần. Cựu Tổng thống Trump đã nhiều lần chỉ trích chính sách của Mỹ đối với Ukraine để chỉ trích giới lãnh đạo Đảng Dân Chủ. Ông lập luận rằng chính quyền hiện tại của Mỹ đã tài trợ và trang bị vũ khí cho một cuộc chiến tranh mở rộng quy mô lớn, không có lợi cho Washington. Tuần trước, trong cuộc tranh luận với Phó Tổng thống Kamala Harris, ông Trump cho biết nếu được bầu vào tháng 11, ông sẽ hoàn thành cam kết chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ trước khi nhậm chức vào tháng 1. Nhưng ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa cho rằng việc trình bày chi tiết kế hoạch sẽ làm lộ mục đích của ông trong các cuộc đàm phán. Ông Trump nêu rõ trong một cuộc phỏng vấn với Lex Freiman, "Tôi có một kế hoạch rất chính xác về cách ngăn chặn xung đột giữa Ukraine và Nga, và tôi có một ý tưởng nhất định, có thể không phải là một kế hoạch, nhưng là một ý tưởng cho Trung Quốc." Sau đó ông cho biết thêm, "Nhưng tôi không thể trình bày những kế hoạch đó, vì nếu tôi đưa ra những kế hoạch đó, tôi sẽ không thể sử dụng chúng, chúng sẽ không thành công. Một phần của kế hoạch này chính là sự bất ngờ." Trong khi ông Trump không chia sẻ chi tiết về kế hoạch ngăn xung đột ở Ukraine, người đồng hành của ông gần đây đã cởi mở hơn. Theo ông Vance, ông Trump sẽ bắt đầu đàm phán với Điện Kremlin, Ukraine và các bên liên quan ở châu Âu nếu ông thắng cử với mục tiêu đạt được một giải pháp hòa bình. Ông Vance cho biết sẽ có rất nhiều rủi ro nếu Washington giúp Ukraine kiểm soát Crimea, khu vực đã sáp nhập Nga từ năm 2014. Ông cũng tin rằng ông Trump có thể đạt được thỏa thuận này nhanh chóng, vì ở châu Âu, mọi người đều tin rằng ông Trump thực sự sẽ hành động như những gì ông ấy nói. Trong một diễn biến nóng đáng chú ý, ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump vừa cho biết ông có thể sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người sẽ đến Mỹ vào tuần tới để phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cuộc xung đột tại Ukraine. Trong những tháng gần đây, một số nhà lãnh đạo thế giới khác đã đến thăm Mỹ để tham dự các hội nghị thượng đỉnh và hội đàm với Tổng thống Joe Biden, đồng thời cũng gặp ứng cử viên Tổng thống Donald Trump. Hồi tháng 8, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết ông muốn trình bày một kế hoạch hòa bình với Tổng thống Joe Biden, Phó Tổng thống Harris và cựu Tổng thống Donald Trump. Cựu Tổng thống Donald Trump đã liên tục mô tả viện trợ của Mỹ cho Ukraine là lãng phí tiền bạc. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed ngày 18 tháng 9 đã cắt giảm lãi suất đến 0,5%, lần cắt giảm đầu tiên trong hơn 4 năm và dự kiến sẽ tác động lớn đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11 tới. Tờ Bloomberg dẫn lời Chủ tịch Fed Jerome Powell cho hay, "Quyết định này phản ánh sự tin tưởng ngày càng tăng của chúng tôi với việc hiệu chỉnh lại lập trường chính sách một cách phù hợp. Sức mạnh của thị trường lao động có thể được duy trì trong bối cảnh tăng trưởng vừa phải và lạm phát giảm bền vững xuống mức 2%. Các nhà hoạch định chính sách đã bỏ phiếu với kết quả 11-1 ủng hộ việc hạ lãi suất của Ngân hàng Trung ương xuống mức từ 4,75% đến 5%. Họ cũng đã đề xuất sẽ cắt giảm thêm một nửa điểm phần trăm trước khi kết thúc năm nay và thêm 1% điểm vào năm 2025. Bà Harris cho biết, trong khi thông báo này là tin đáng mừng đối với người dân Mỹ đang phải gánh chịu hậu quả của giá cả cao, trọng tâm của tôi là nỗ lực trong thời gian sắp tới để tiếp tục hạ giá xuống. Trong khi đó, tại một sự kiện ở New York, ông Trump trả lời với các phóng viên rằng quyết định độc lập của Ngân hàng Trung ương có thể là phản ứng trước nền kinh tế rất tồi tệ hoặc là chiêu trò chính trị, đồng thời lưu ý đó là khoản cắt giảm lớn. Tờ The Hill dẫn thông cáo chung từ Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia DNI và Cơ quan An ninh và Cơ sở Hạ tầng Mỹ CISA hôm 18 tháng 9 viết rằng các tin tặc Iran vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7 đã gửi nhiều thư giác điện tử có nội dung xoay quanh chiến dịch của ông Donald Trump tới những cá nhân liên quan đến chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden khi đó. Thông cáo chung viết, các thư giác đó có chứa những trích đoạn từ nhiều tài liệu bị đánh cắp, không công khai về chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Trump dưới dạng văn bản trong email. Đến nay chưa có thông tin nào cho thấy các cá nhân nhận những thư giác đó đã phản hồi. Hơn nữa, các tin tặc Iran kể từ tháng 6 tiếp tục việc gửi những tài liệu bị đánh cắp từ chiến dịch của ông Trump cho truyền thông Mỹ. Theo tờ The Hill, nhóm tranh cử của ông Trump sau đó cùng ngày đã yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden công khai thêm thông tin về những gì được các cơ quan tình báo Mỹ tiết lộ. Bà Caroline Levitt, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Trump thông tin, bà Kamala Harris và ông Joe Biden phải thành thật về việc liệu họ có sử dụng những tài liệu bị đánh cắp do tin tặc Iran cung cấp để gây nguy hại cho ông Trump hay không. Họ biết được những gì và khi nào. Ngay sau đó, nhóm tranh cử của ứng viên Dân chủ Harris đã lên án việc tin tặc công khai dữ liệu chiến dịch của ông Trump. Phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của cặp ứng viên Dân chủ Harris Walsh, bà Morgan Finkenstein cho biết, "Chúng tôi đã hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật có thẩm quyền kể từ khi chúng tôi biết được những cá nhân liên quan tới chiến dịch tranh cử của ông Biden trước đây nằm trong số nạn nhân dự kiến của hoạt động gây ảnh hưởng từ nước ngoài này." Email riêng của một số cá nhân đã bị nhắm đến với những thứ giống như một nỗ lực phát tán thư giác hoặc lừa đảo. The Guardian vừa qua đưa tin, trong những tuần gần đây, hơn 100 cựu quan chức đảng viên Cộng hòa đã quay lưng lại với ông Donald Trump để ủng hộ ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, Kamala Harris. Sự ủng hộ đối với bà Harris được các cựu quan chức chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Đảng Cộng hòa thảo trong một bức thư chung. Trong bức thư, các cựu quan chức Đảng Cộng hòa bày tỏ, chúng tôi tin rằng Tổng thống Mỹ phải là một nhà lãnh đạo có nguyên tắc, nghiêm túc và vững vàng. Bức thư cho biết thêm, chúng tôi dự kiến sẽ không đồng tình với bà Kamala Harris về nhiều vấn đề chính sách đối nội và đối ngoại. Nhưng chúng tôi tin rằng bà sở hữu những phẩm chất cần thiết để làm Tổng thống, còn ông Donald Trump thì không. Do đó, chúng tôi ủng hộ việc bầu bà Harris làm Tổng thống. Bức thư nhấn mạnh, chúng tôi kiên quyết phản đối việc bầu ông Donald Trump. Với tư cách là Tổng thống, ông ấy đã thúc đẩy sự hỗn loạn hàng ngày trong chính phủ, ca ngợi các đối thủ của chúng ta và làm suy yếu các đồng minh của chúng ta, chính trị hóa quân đội và coi thường các cựu chiến binh của chúng ta, ưu tiên lợi ích cá nhân lên trên lợi ích của người Mỹ và phản bội các giá trị nền dân chủ và văn kiện lập quốc của đất nước này. Các cựu quan chức bày tỏ sự ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris là những người từng phục vụ trong chính quyền của các cựu Tổng thống Đảng Cộng Hòa như ông Ronald Reagan, ông George Herbert Walker Bush, ông George Walker Bush và ông Donald Trump, cũng như Đảng Dân Chủ, ông Bill Clinton và ông Barack Obama. Ngoài ra, một số cựu thành viên Đảng Cộng Hòa trong Quốc hội Mỹ cũng lên tiếng ủng hộ bà Harris. Nhiều thành viên Đảng Cộng Hòa đang phục vụ trong Quốc hội Mỹ cũng tham gia ký tên vào bức thư thể hiện sự ủng hộ cho Phó Tổng thống Harris. Một số cựu quan chức tiêu biểu ký tên vào bức thư nói trên, bao gồm các cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng William Cohen và ông Chuck Hagel, cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI William Webster, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA Michael Hayden. Một số cựu quan chức dưới thời chính quyền của Tổng thống Donald Trump cũng ký vào bức thư, bao gồm ông Mark Havi, cựu trợ lý đặc biệt của Tổng thống và cựu trợ lý Bộ trưởng An ninh Nội địa Elizabeth Newman. Trong những tuần gần đây, một số đảng viên Cộng hòa đã vượt qua ranh giới đảng phái để ủng hộ ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, bà Kamala Harris. Hãng tin Reuters và nhiều kênh truyền thông đưa tin, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn của Ukraine vào Nga đã gây ra vụ nổ lớn như động đất tại kho vũ khí lớn ở khu vực Tver của Nga, buộc chính quyền Moscow phải sơ tán một thị trấn gần đó. Các video và hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy một quả cầu lửa khổng lồ bùng nổ, bốc cao lên trong bầu trời đêm. Ngoài ra, nhiều vụ nổ lớn khác được ghi nhận ở khu vực cách Moscow khoảng 380 km về phía Tây. Một số vệ tinh của NASA đã phát hiện ra các nguồn nhiệt mạnh phát ra từ khu vực rộng khoảng 14 km2 tại Tver vào rạng sáng ngày 18 tháng 9. Các trạm theo dõi động đất cũng đã phát hiện dư chấn tương tự một trận động đất nhỏ. Blogger quân sự thân Nga gốc Ukraine Yuri Podolyaka cho biết, đối phương đã tấn công vào một kho đạn dược ở khu vực Toropest. Mọi thứ có thể cháy đều đã cháy ở đó và phát nổ. Trước đó, truyền thông Nga từng đưa tin một kho vũ khí lớn đã được đặt tại địa điểm xảy ra vụ nổ. Thống đốc vùng Tver Igor Rudenya cho biết máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ, một đám cháy đã bùng phát và một số cư dân đang được sơ tán. Chia sẻ với Reuters, một phụ nữ nói rằng các thành viên trong gia đình cô đã được sơ tán khỏi Toropest ở Tver. Thống đốc Rudenia sau đó nói rằng tình hình ở Toropest đã ổn định tính đến giữa trưa theo giờ địa phương và những người dân đã sơ tán có thể quay trở lại. Ông cho biết đám cháy đã được dập tắt và không có trường hợp tử vong nào được ghi nhận. Một nguồn tin trong cơ quan an ninh nhà nước SBU của Ukraine nói với Reuters rằng cuộc tấn công máy bay không người lái đã phá hủy một nhà kho chứa tên lửa, bom dẫn đường và đạn pháo. Một số blogger quân sự đã đặt câu hỏi làm thế nào máy bay không người lái có thể gây ra những vụ nổ lớn như vậy tại một cơ sở được cho là kiên cố của Nga. Theo báo cáo của hãng tin RIA, từ năm 2018, Nga đã xây dựng một kho vũ khí để lưu trữ tên lửa, đạn dược và thuốc nổ tại Toropest, nơi có dân số chỉ hơn 11.000 người. Vào năm 2018, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga khi đó là ông Dmitry Bulgakov đã nói với RIA rằng cơ sở này có thể bảo vệ kho vũ khí khỏi tên lửa và thậm chí là một cuộc tấn công hạt nhân nhỏ. Vào thời điểm đó, ông Bulgakov nói, các cơ sở bê tông đảm bảo việc lưu trữ đáng tin cậy và an toàn, bảo vệ vũ khí khỏi các cuộc tấn công bằng không quân và tên lửa, thậm chí khỏi các yếu tố gây hại của một vụ nổ hạt nhân. Nga cho biết các đơn vị phòng không nước này đã phá hủy 54 máy bay không người lái được phóng vào 5 khu vực của Nga trong vụ tấn công. Trong khi đó, Ukraine tuyên bố bắn hạ 46 trong số 52 máy bay không người lái được Moscow phóng trong đêm và Nga đã phóng 3 tên lửa nhưng không đến được mục tiêu.